Vitamin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Thủy Nguyên xin chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chúng ta lại gặp nhau vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần để cùng nhau đến với những chuyên đề rất được các bậc phụ huynh quan tâm, làm sao để chăm sóc các bé được tốt nhất. Và ngày hôm nay thì sẽ là những cái phương pháp để chúng ta có thể lựa chọn được sản phẩm tăng chiều cao hợp lý cho trẻ dưới 5 tuổi. Đây là một cái giai đoạn rất là đặc biệt và chiều cao nó cũng có những cái ý nghĩa nhất định trong cái quá trình tăng trưởng của mỗi một con người. Và cùng với chủ đề này thì chương trình cũng đã mời đến phòng thu vị khách mời quen thuộc. Thủy Nguyên xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi đến từ bệnh viện Sanh Pôn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã dành thời gian buổi sáng cuối tuần đến với phòng thu của Joy FM ạ. Xin chào quý thính giả đang theo chương trình, xin chào Thủy Nguyên. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Với chủ đề ngày hôm nay là tư vấn cách lựa chọn sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn, Previptin, Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 19001259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng bước vào phần 1 của chương trình, giải mã cách lựa chọn sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM. Quý vị thính giả thân mến, trẻ dưới 5 tuổi là giai đoạn vàng quan trọng thứ hai đối với việc phát triển chiều cao của trẻ. Chính vì vậy mà bố mẹ đừng bỏ lỡ việc chăm sóc sao cho con có cơ hội đạt chiều cao tối đa khi trưởng thành. Chúng ta cũng biết là dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất để tăng được chiều cao. Tuy nhiên, nếu chỉ bổ sung đơn thuần các dưỡng chất quan trọng qua bữa ăn thì cũng chưa đủ cho nhu cầu của trẻ. Chính vì vậy, cần bổ sung thêm bằng các sản phẩm tăng chiều cao. Thế nhưng mà lựa chọn các sản phẩm này như thế nào, không phải ai cũng biết. Và chúng ta sẽ cùng đặt ra những băn khoăn của chính mình để được nghe chuyên gia của chương trình bác sĩ Đinh Ngọc Hoa tư vấn thật là thấu đáo. Đầu tiên thì cũng xin được hỏi bác sĩ về những cái đặc điểm của trẻ dưới 5 tuổi ạ, là như thế nào và cái giai đoạn này thì nó có ý nghĩa ra sao đối với tiến trình phát triển thể chất cũng như là chiều cao của các bé về sau này. Xin cảm ơn câu hỏi của Thủy Nguyên. Chúng ta biết rằng là khi trong gia đình chúng ta xuất hiện một em bé thì cái việc mà em bé cao lớn lên, cao lớn này, thông minh này, rồi thành đạt trong cuộc sống thì đấy luôn luôn là cái mục tiêu mà các bậc cha mẹ hướng tới cho các con của mình. Bởi vậy các em bé luôn luôn giành được sự chăm sóc tốt nhất của cả gia đình. Và tất cả những gì tốt nhất là chúng ta đều dành cho các em bé cả, khi mà kể cả chúng ta không có gì ăn, chúng ta vẫn dành cho em bé những thứ gì ngon nhất. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết được cái đặc điểm phát triển qua từng giai đoạn của trẻ, mà chúng ta mặc dù chúng ta chăm sóc rất là tốt nhưng mà nếu chúng ta chăm sóc nó không đúng thì chúng ta cũng sẽ không đạt được những cái kết quả như chúng ta mong muốn. Vậy thì chúng ta cũng cần phải biết xem là ở những giai đoạn nào mà trẻ nó phát triển mạnh như thế nào, hay quá trình phát triển của em bé nó diễn ra như thế nào, thì khi chúng ta biết được cái điều đó, chúng ta sẽ có được sự chăm sóc nó đúng cách hơn và em bé của mình lớn lên cũng sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta mong ước. Chúng ta biết rằng là giai đoạn từ 0 cho đến 5 tuổi, đây chính là cái giai đoạn vàng thứ hai trong cái quá trình phát triển của con người. Tức là từ khi chúng ta trong quá trình phát triển của đời người thì có 3 cái giai đoạn vàng. Thì một cái giai đoạn là cái giai đoạn từ 3 tháng cuối trong cái thời kỳ chúng ta mang thai, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 0 cho 5 tuổi, giai đoạn 3 là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Thế thì cái giai đoạn vàng thứ hai là cái giai đoạn quan trọng nhất. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ qua cái giai đoạn này thì lớn lên cái em bé rất dễ bị thấp còi. Thế và về đặc điểm chúng ta biết rằng là trong cái giai đoạn vàng này thì cơ thể em bé phát triển rất là nhanh. Đặc biệt là về thể chất thì phát triển vượt trội và nhanh nhất ở trong đời. Chúng ta biết rằng là về cân nặng thì sau 12 tháng đầu đời thì cân nặng của em bé tăng gấp 3 lần. Và sau 2 tuổi thì cân nặng tăng gấp 4 lần so với lúc mới sinh. Và từ sau khi 2 tuổi thì em bé tăng trung bình là 2 cân trong 1 năm. Thế và chiều cao thì cũng rất tăng rất là nhanh. Tức là không có cái giai đoạn nào trong cái đời người mà cái chiều cao tăng nhanh như vậy. Tức là sau 12 tháng thì cái chiều cao của em bé tăng gấp 1,5 lần so với lúc sinh. Và khi 4 tuổi thì cao gấp đôi so với lúc sinh. Và sau đó thì mỗi năm trung bình tăng khoảng 5-7cm trong 1 năm. Và chúng ta biết rằng khi cái chiều cao của em bé lúc 2 tuổi mà em bé cao bao nhiêu thì lúc trưởng thành cái chiều cao của em bé sẽ gấp đôi như vậy. Và nó chỉ cộng trừ một vài cm mà thôi. Thế và cái lúc mà 5 tuổi thì nếu mà chiều cao của em bé đạt chuẩn là 110cm và cân nặng là 18-19 cân. Và trong cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà răng của em bé phát triển rất là nhanh. Khi 6 tháng thì em bé bắt đầu mọc răng. Và khi mà em bé được 2 tuổi thì thông thường lúc đó là răng sữa đã bắt đầu hoàn thành cái quá trình mọc răng sữa.
Và cái răng sữa này nó sẽ duy trì cho đến lúc em bé được 6 tuổi. Và khi đến tuổi đi học thì cái răng sữa đã bắt đầu thay. Và khi răng sữa đã thay rồi, mọc lên cái răng vĩnh viễn thì răng vĩnh viễn không bao giờ thay nữa. Và nếu như răng vĩnh viễn mà mất đi thì lúc đấy chỉ có cách là làm răng giả thôi thì nguyên ạ. Thế và cái trí tuệ thì em bé cũng, trí não của em bé cũng phát triển rất là nhanh trong giai đoạn này. Trọng lượng não của em bé đạt từ 25% lúc mới sinh và gần 100% so với người trưởng thành khi mà em bé được 6 tuổi. Và lúc 2 tuổi thì các thành phần hóa học ở não bộ của trẻ gần giống như là người lớn, và tốc độ myelin hóa thì 4 tuổi thì bắt đầu hoàn chỉnh. Và đây cũng là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển cũng như hoàn thiện tư duy ngôn ngữ của em bé sau này. Về miễn dịch thì chúng ta biết rằng là cái miễn dịch cũng là một cái cơ quan mà đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển. Cái miễn dịch thụ động mà mẹ truyền cho từ lúc mang thai thì nó giảm dần đi, và nó chỉ chủ yếu là trong 6 tháng đầu, và đến khi em bé được 12 tháng tuổi thì nó gần như là bằng không. Trong khi cái miễn dịch chủ động mà cơ thể em bé tự sinh ra thì nó phải đến 6 tuổi mới hoàn thiện. Bởi vậy cái giai đoạn này em bé rất hay bị ốm vặt. Ốm vặt thì lại thông thường hay gặp nhất là các bệnh lý về ho này, sốt này, rồi tiêu chảy. Và khi mẹ ốm vặt như vậy thì em bé lại phải dùng thuốc, mà trong đó khó tránh cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh cho em bé. Và vì vậy thì nó sẽ dẫn đến là dùng kháng sinh như vậy thì nó dẫn đến là đôi khi nó làm mất sự cân bằng vi khuẩn, rồi nó dẫn đến hấp thu thức ăn nó bị kém hơn, rồi là em bé ốm đau em bé lại biếng ăn. Thế biếng ăn như thế thì nó cũng sẽ dễ làm cho em bé bị chậm tăng cân và dễ bị còi xương suy dinh dưỡng. Và nếu chúng ta mà không để ý mà quá trình này nó cứ tái diễn thì lớn lên cũng sẽ để lại hậu quả thấp còi khi em bé đến tuổi trưởng thành. Dạ vâng, qua những cái phân tích nêu trên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái giai đoạn trẻ dưới 5 tuổi, đây là một trong những cái giai đoạn quan trọng nhất để các bạn ấy phát triển về chiều cao, về thể chất. Vậy nên chúng ta cần phải nắm bắt được những cái đặc điểm đấy để có những cái biện pháp can thiệp kịp thời, đúng không ạ? Thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, vậy những cái yếu tố nào nó sẽ tác động đến chiều cao của bé trong giai đoạn này ạ? Thì có rất nhiều những yếu tố để tác động lên chiều cao của con người chúng ta. Và trong đó thì dinh dưỡng là quan trọng nhất. Để dinh dưỡng chiếm tới 31% trong cái phát triển chiều cao. Nhưng mà nó cũng là cái khó khăn nhất, vì trong cái giai đoạn từ 0 cho 5 tuổi, vì đây là một thời kỳ mà em bé phải trải qua rất là nhiều chế độ ăn. Lúc mới sinh thì mẹ ăn sữa này, những em bé nào mẹ không có sữa thì lại ăn sữa của con bò này đấy. Thế rồi làm từ ăn sữa thì 6 tháng bắt đầu tập cho ăn bột này, rồi ăn bột sau đấy tập ăn cháo, rồi khi em bé có nhiều răng là đủ răng, dụ như 20 tháng thì bắt đầu lại tập cho ăn cơm. Thế và khi mà như vậy thì em bé cũng lại phải tập làm quen với nhiều loại thức ăn và nhiều chế độ thức ăn như vậy. Rồi em bé khi lại hay bị ốm vặt, rồi lại hay bị vì những cái việc mà cứ phải thay đổi thức ăn liên tục như thế. Đôi khi em bé vừa ăn quen loại thức ăn này lại phải một thời gian lại phải đổi sang một cái chế độ ăn khác. Và cái việc thay đổi chế độ ăn như vậy thì nó cũng sẽ dễ làm cho em bé dẫn đến là biếng ăn rồi chán ăn. Và khi chán ăn như vậy thì cơ thể sẽ không hấp thu đủ cái dưỡng chất, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao cân nặng của em bé. Rồi thể thao nữa, chúng ta biết rằng là thể thao quyết định tới 20% cái phát triển chiều cao của con người chúng ta. Nhưng mà ở trẻ dưới 5 tuổi thì để giúp trẻ rèn luyện thể thao thực sự là một điều rất là khó khăn. Chúng ta cứ nói hay nó đẹp như thế, nhưng mà bây giờ cái việc mà cho em bé dưới 5 tuổi làm thế nào để cho em bé chơi được thể thao đấy, đúng rồi, đấy là một cái điều rất là khó khăn. Và cái tuổi này chủ yếu là chỉ được các bậc cha mẹ quan tâm về cái chế độ ăn này, chủ yếu là như vậy. Và là các bậc cha mẹ cũng thường xem thôi là con nhà mình làm sao cho ít ốm đau này, rồi cân nặng cho nó đạt chuẩn, chứ cũng ít khi đến để ý đến cái việc mà cái phát triển chiều cao. Chủ yếu là đi khám bệnh chỉ thấy là các bác cân thôi, ít khi thấy các bác đo xem là cháu cao bao nhiêu và xem là cái chiều cao của cháu có đạt hay không. Chủ yếu là cân nặng, quan tâm đến cân nặng là chính. Và cái thể thao thì ở tuổi này cũng ít được chú ý, mà chủ yếu của các em bé tuổi này chủ yếu là cái việc vui chơi thôi. Vui chơi thì cũng có những gia đình quan tâm là cho em bé đi vui chơi ngoài trời buổi sáng, nhưng mà thông thường buổi sáng bố mẹ còn bận đi làm. Và nếu mà gia đình nào có người, có ông bà này, có người chăm sóc trẻ riêng này, thì em bé cũng sẽ được đi chơi vào buổi sáng. Nhưng mà hầu hết là các em bé mà đến tuổi, có rất nhiều em bé phải đi bộ đội từ rất sớm, thì nguyên là tức là có những mẹ bạn coi như là 6 tháng, 10 tháng đã phải đi nhà trẻ rồi. Thế thì những cái bạn như vậy thì nó cũng sẽ, khi mà nó không, em bé không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó cũng sẽ làm giảm hấp thu vitamin D. Và nó cũng sẽ, khi mà hấp thu vitamin D nó không đạt thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thu canxi của em bé. Cho nên là còn những cái môn thể thao mà giúp kéo giãn, mà giúp cái phát triển chiều cao như là xả đơn, thì bóng rổ, đạp xe, bơi lội vân vân, thì những môn thể thao đó thực sự đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi rất là khó, không thể thực hiện.
Thế và cái yếu tố nữa là yếu tố di truyền, thì di truyền cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chỉ 2-3%, và yếu tố này thì nó cũng không thể tác động được vì nó nằm ở trong gen. Còn yếu tố nữa là yếu tố môi trường xã hội thì nó chiếm tới 26%, thì nó liên quan đến những vấn đề khác như là cái giấc ngủ. Thì cái giấc ngủ này nó liên quan rất chặt chẽ đến việc tiết hormone tăng trưởng. Vì chúng ta biết rằng là cái hormone tăng trưởng nó tiết chủ yếu vào ban đêm, khi mà chúng ta đã ngủ say, tức là vào tầm khoảng 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Bởi vậy chúng ta phải rất chú ý là tôn trọng giấc ngủ sinh lý của em bé, đảm bảo cho em bé được ngủ đủ giờ. Cái việc ngủ đủ giờ đấy không những khiến cho em bé khi mà thức dậy em bé thấy khỏe khoắn, ăn uống được tốt hơn, mà nó còn giúp cho cái việc mà em bé phát triển chiều cao được tốt. Thế còn thì cái việc một cái phần nữa đấy là chính là cái môi trường sinh hoạt của em bé. Chúng ta biết rằng là ở cái Việt Nam chúng ta thì rất là nhiều nắng, thế nhưng mà lại cái tỷ lệ mà cái cỏ xương suy dưỡng rất là cao, bởi vì chính là cái sinh hoạt chủ yếu là ở trong nhà, nhất là vào mùa đông. Những em bé mà sinh ra vào mùa đông thì đóng cửa kín này, rồi ánh sáng cũng không vào được, ánh sáng không vào được thì cái việc nó có ảnh hưởng đến việc hấp thu cái vitamin D qua da. Rồi khi mẹ sinh thì mẹ cũng lại ăn kiêng, thế cái việc ăn kiêng như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà cái dưỡng chất của em bé nó cũng sẽ không được đủ. Vì chúng ta biết rằng là cái chất lượng sữa thì nó phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn. Một bà mẹ ăn uống tốt thì sữa nó phải tốt hơn một bà mẹ mà ăn uống không được đầy đủ. Và cái rồi là đôi khi cái em bé ốm chúng ta lại kiêng nữa, rồi kiêng nước, kiêng gió, kiêng đủ mọi thứ. Và cái vì không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời cho nên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà hấp thu vitamin D, cũng như là việc mà hấp thu canxi giúp cho em bé phát triển chiều cao. Cho nên là để cho em bé được phát triển một cách toàn diện thì các bậc cha mẹ cũng phải cần quan tâm cho em bé một cách toàn diện về mọi mặt. Dạ vâng, nhưng mà không phải ai cũng có thời gian đúng không ạ? Nếu mà chăm sóc đầy đủ từ việc là sinh hoạt rồi đồng hành cùng các con luyện tập thể dục thể thao hàng ngày chẳng hạn, để cho các bé mà đi vào khuôn khổ cái giai đoạn dưới 5 tuổi là vô cùng khó. Yếu tố di truyền thì chúng ta cũng gần như là khó có thể can thiệp được rồi. Vậy thì qua đây có thể nói rằng qua 4 năm những cái yếu tố mà tác động đến chiều cao của bé trong cái giai đoạn đặc trưng này, giai đoạn dưới 5 tuổi, thì dường như là các bậc phụ huynh chỉ có thể can thiệp vào cái yếu tố dinh dưỡng thôi. Nó là cái yếu tố quan trọng nhất nhưng mà cũng là dễ can thiệp nhất từ phía các bậc phụ huynh. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, trẻ sẽ cần bổ sung những cái dưỡng chất gì để có thể là tăng được chiều cao ạ? Đúng như là Thủy Nguyên nói, tức là cái yếu tố đối với trẻ dưới 5 tuổi để có cái giúp cho bé phát triển chiều cao thì yếu tố mà được quan tâm nhiều nhất và cũng dễ làm nhất đấy là chính là quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của em bé. Và cũng rất là may là dinh dưỡng chiếm tới 31% trong cái quyết định chiều cao của em bé, cho nên là chúng ta cố gắng làm sao để cung cấp cho em bé có đủ các vi chất dinh dưỡng. Thì chúng ta biết rằng là cái chiều cao của con người chúng ta được quyết định bởi chính cái độ dài của cái bộ xương. Một em bé có cái chiều cao tối ưu ở tuổi trưởng thành thì cho thấy là trong cái tuổi thiếu niên là em bé đã được chăm sóc rất là tốt. Và để trẻ có được chiều cao tối ưu thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là hệ xương của trẻ không chỉ có cần canxi mà còn cần nhiều những vi chất, những chất khác. Thì chúng ta biết rằng xương bao gồm là các chất vô cơ và các cái chất hữu cơ. Chất vô cơ ở đây là canxi thì chiếm tới 70% cái trọng lượng xương khô. Nhưng còn ngoài ra thì còn nhiều những cái chất khoáng khác như là magie, rồi mangan, rồi kẽm, rồi phốt pho, đồng, boron, silic vân vân và rất nhiều. Ví dụ như là cái vitamin D, ví dụ như là cái magie. Cái magie thì nó giúp cái chuyển hóa vitamin D từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động và tăng cường hấp thu canxi. Còn kẽm thì nó cũng giúp ức chế quá trình hủy xương và tăng tạo mô xương. Còn phốt pho thì nó cũng tham gia vào quá trình tạo xương và điều hòa cái chuyển hóa canxi trong cơ thể. Tức là mỗi một cái khoáng chất thì nó cũng đều có cái tác dụng góp phần vào giúp cho cái bộ xương của chúng ta được chắc khỏe. Những cái chất hữu cơ như là cái chất collagen này, rồi các chất protein như glycoprotein, rồi glucosamine, glycan, rồi chondroitin sulfat vân vân. Và những cái thứ đó thì nó cũng đều giúp cho cái việc mà bộ xương của chúng ta được gắn kết một cách dẻo dai. Và các thành phần hữu cơ và vô cơ nó liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Và nó giúp cho xương chắc khỏe, dẻo dai, chất khoáng để giúp cho xương được vững chắc. Và các chất collagen và các chất hữu cơ để giúp cho xương được mềm dẻo uyển chuyển. Và nếu chúng ta thiếu đi một trong những thành phần của các vi chất đó thì xương của chúng ta cũng không giữ được độ bền bỉ cũng như là độ dẻo dai, đặc biệt là thiếu đi cái canxi, vitamin D và cái MK7. Và một trong những cách mà giúp cho cái cơ thể chúng ta có cái đủ canxi nhất đấy chính là việc mà chúng ta cung cấp cái khẩu phần canxi thông qua cái chế độ ăn hàng ngày của em bé. Thì chúng ta biết rằng là sữa mẹ thì là chính là một cái thành phần mà có chứa nhiều canxi nhất và dễ hấp thu nhất.
và nên chúng ta cố gắng làm sao cho em bé bú mẹ trong 6 tháng đầu. Kể cả khi mà mẹ không có đủ sữa thì chúng ta cũng cố gắng là cho em bé bú mẹ trước, sau đó ăn sữa công thức sau. Trừ khi mẹ không có một tí nào, chúng ta đành phải cho em bé ăn sữa công thức. Và kể cả khi em bé đã cai sữa thì em bé cũng cần có một lượng sữa khoảng 400ml trong một ngày đối với em bé mà trên 2 tuổi. Và em bé trên 6 tuổi thì cũng cần khoảng 500ml sữa trong một ngày. Vì chúng ta biết rằng là trong sữa bò nó cũng có hàm lượng canxi rất là cao. Tuy rằng canxi trong sữa bò nó khó hấp thu hơn so với canxi trong sữa mẹ, nhưng dù sao thì hàm lượng canxi trong sữa nó cũng dễ hấp thu hơn là những trong những thứ khác. Thế chúng ta biết rằng khi mà chúng ta em bé đến tuổi ăn dặm thì cái tuổi ăn dặm này thì nó cũng trùng vào cái giai đoạn vàng mà cái phát triển giai đoạn thứ hai trong quá trình phát triển chiều cao của em bé. Cho nên chúng ta chú ý là chúng ta ưu tiên những nhóm thực phẩm mà có chứa nhiều canxi như là tôm, cua, cá, hải sản, rồi ăn nhiều rau xanh, rồi sữa và các sản phẩm từ sữa. Rồi vitamin D thì chủ yếu là hấp thu qua da và cũng có trong ít trong thức ăn. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng để cho em bé ăn để là em bé vừa được cung cấp cái vitamin D qua thức ăn và vừa được cung cấp vitamin D qua cái nguồn ánh sáng mặt trời. Vitamin D thì cũng có trong trứng, này, trong cá biển, trong đấm v.v. Thế MK7 thì cũng có ít ở trong thức ăn như là trong sữa, này, bơ, rồi lòng đỏ trứng, pho mai, đậu phụ và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này thì em bé cũng rất hay bị ốm vặt. Nếu mà cái chế độ ăn của em bé mà không đủ cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng cho một cái cơ thể mà đang lớn nhanh như thổi như vậy thì chúng ta không gì hoàn hảo hơn là chúng ta bổ sung thêm những sản phẩm mà nó có chứa các cái vi chất dinh dưỡng mà cần thiết cho sự phát triển hệ xương của em bé, như là vitamin D, canxi, vitamin D3, MK7, kẽm, mangan, rồi đồng, chondroitin, DHA v.v. Thế và ở cái lứa tuổi mà từ 0 đến 5 tuổi là cái lứa tuổi mà rất hay bị ốm vặt, và nếu chúng ta chọn những sản phẩm mà nó có chứa thêm những cái vi chất mà giúp cho em bé tăng cường sức đề kháng như là cái Immunalpha, cái sữa non thì lại là vô cùng tốt cho em bé. Dạ vâng ạ, những cái thông tin mà cũng hết sức là gần gũi với các gia đình thôi. Khi mà nuôi con nhỏ thì bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu là làm sao để chăm sóc dinh dưỡng cho các bạn thì tốt nhất rồi. Bên cạnh đó nữa thì vấn đề là cải thiện chiều cao nữa cho các bé thì cũng vô cùng là quan trọng. Những cái tên rất là quen thuộc mà chúng ta vẫn nhắc với nhau đó là canxi, là D3, là MK7. Ngoài ra nữa thì có thể nói là trong cái giai đoạn này khi mà trẻ dễ bị ốm vặt thì như bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng nói là chúng ta nên bổ sung thêm các cái dưỡng chất mà giúp trẻ tăng cường sức đề kháng hết ốm vặt nữa, thì cũng góp phần cho các bạn ấy là hấp thu được tối đa canxi D3 MK7 để cải thiện cái chiều cao của mình. Và có thể nói rằng là nếu như mà chỉ trông chờ vào thực phẩm thôi để giúp cho các bé dưới 5 tuổi mà có được cái chiều cao lý tưởng thì là rất là khó, vì nhiều bé thậm chí là còn biếng ăn nữa, thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Thế nhưng mà không lẽ là không có cách nào để giúp cho các bạn ấy phát triển một cách tốt nhất, đặc biệt là cái chiều cao nó được cải thiện. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, chúng ta nên lựa chọn những cái thực phẩm rồi thì những cái chế phẩm như thế nào để giúp các con là tăng chiều cao vừa an toàn và lại vừa hiệu quả? Đúng như Thủy Nguyên nói thì những em bé mà dưới 5 tuổi thì rất hay bị ốm vặt. Và đấy, như tôi vừa chia sẻ lúc nãy là qua từng giai đoạn phát triển thì em bé lại phải thay đổi một chế độ ăn để phù hợp với sự phát triển của cơ thể. Tức là em bé thì đang quen ăn lỏng, tức là ăn lỏng thì nuốt rất là dễ. Tức là rất nhiều em bé là toàn là nuốt chửng, tức là có thói quen nuốt chửng, đang ăn bột ăn cháo lại đang nuốt chửng như vậy thì bây giờ lại chuyển sang ăn bột, thì cái phản xạ nhai thì là cái phản xạ tự nhiên của cơ thể thì nó lại sinh ra phản xạ nhai, nhai thì em bé lại ngại thì em bé lại từ chối ăn, thế rồi ốm đau ăn kiêng thứ vân vân thì nó lại càng biếng ăn. Đấy là em bình thường. Có những em bé mà đẻ non, là những em bé mà còi xương suy dưỡng sẵn, là những em bé mà có những bệnh lý bẩm sinh vân vân thì những em bé đó lại càng rất dễ bị biếng ăn mà lại rất hay bị ốm. Và trong cái tình thế như vậy thì cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm mà có chứa đủ vi chất dinh dưỡng giúp cho sự phát triển của xương cũng như tăng cường sức đề kháng để cho em bé bớt ốm đau thì đấy là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bậc cha mẹ. Và khi chúng ta chọn sản phẩm thì chúng ta chú ý là đối với những cái sản phẩm mà giúp tăng chiều cao như là canxi chẳng hạn thì chúng ta nên chọn cái sản phẩm mà nó có chứa canxi nano. Vì chúng ta biết rằng là cái canxi nano thì với kích thước siêu nhỏ chỉ có vài chục nanomet thì và có cái tính hòa tan tốt nên thẩm thấu rất nhanh qua cái màng ruột và nó được hấp thu với cái lượng tối đa vào trong máu, từ ruột vào máu, và nó không gây nên tác dụng phụ như là táo bón hay là sỏi thận, và nó rất phù hợp với người già là cái hệ xương, tức là hệ thống cơ quan cái suy giảm cái chức năng rồi.
hấp thu nó cũng khó, và trẻ nhỏ thì hệ thống chức năng cơ quan chưa hoàn thiện. Hai cái đối tượng này là hai đối tượng mà rất dễ bị những cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng. Mà đặc biệt là canxi chúng ta dùng, chúng ta lại phải dùng lâu dài, vì chúng ta biết rằng là cơ thể chúng ta cũng không tự sinh ra canxi, mà nó phải được cung cấp thông qua các khẩu phần ăn mà chúng ta ăn hàng ngày. Bởi vậy việc cung cấp canxi là cung cấp hàng ngày, thường xuyên. Nhưng nếu chúng ta dùng cái chế phẩm canxi mà nó lại khó hấp thu thì nó rất dễ lắng đọng ở thận, rồi nó gây nên sỏi thận, rồi lắng đọng ở ruột, nó sẽ gây nên chứng táo bón, rồi dùng lâu ngày em bé cũng sẽ biếng ngang, vân vân. Thì cái việc chúng ta sử dụng cái sản phẩm canxi nano thì nó cũng đã tránh được những tác dụng đó, và chúng ta dùng kéo dài chúng ta hoàn toàn yên tâm. Rồi chúng ta nên cũng nên chọn cái sản phẩm mà nó có phối hợp giữa cái canxi nano, vitamin D3 và cái MK7. Chúng ta biết rằng là cái vitamin D thì nó có tác dụng là tăng cường hấp thu canxi, và cái MK7 là gắn kết cái canxi vào trong xương. Và những cái sản phẩm nó phải chứa nhiều những vi chất dinh dưỡng khác như là kẽm, như là magie, như là đồng, vân vân. Thì những thứ đó thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà khiến cho bộ xương của chúng ta có được sự liên kết mà vững chắc. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng nên chọn những sản phẩm mà nó có thêm những cái chất để giúp tăng cường sức đề kháng cho em bé, như là cái immun alpha và cái cholesterol. Ngoài ra những sản phẩm đấy thì nó cũng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và nó cũng phải có một công nghệ sản xuất tốt, và nó cũng phải được chứng nhận, được phép của Bộ Y tế. Nhưng thực ra trên thị trường có rất nhiều những sản phẩm mà nó trôi nổi mà không được phép của, chưa có được giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Đấy. Thế thì nếu chúng ta dùng một sản phẩm mà nó không có nguồn gốc rõ ràng như vậy thì nó cũng sẽ không tốt cho em bé, mà đặc biệt là em bé của chúng ta là một cơ thể đang lớn và phát triển. Nếu chúng ta sử dụng không đúng thì nó cũng sẽ gây những hậu quả mà nó không tốt cho sức khỏe của em bé sau này. Dạ vâng. Chúng ta cũng nói với nhau rất nhiều về cái bộ ba canxi nano D3 và MK7, nhưng mà cụ thể về cái vai trò của vitamin D và MK7 đối với việc hấp thu canxi và tăng chiều cao cho trẻ là như thế nào ạ? Chúng ta cũng nói rất là nhiều về cái vitamin D và MK7. Thì thực ra thì chúng ta biết rằng là cái vitamin D nó giữ vai trò rất quan trọng trong việc hấp thu cũng như là cái vận chuyển canxi. Vì chúng ta biết rằng là cái vitamin D thì 80% cái lượng vitamin D ở trong cơ thể được hấp thu qua da, và sau khi hấp thu qua da thì nó phải chuyển hóa qua gan này, qua thận này, rồi từ dạng không hoạt động nó trở thành dạng hoạt động, và sau khi được chuyển hóa qua thận thì vitamin D mới chuyển sang dạng hoạt động và có tác dụng hấp thu canxi tại ruột và tái hấp thu canxi tại ống thận và hỗ trợ vận chuyển cái canxi vào xương. Và để gắn kết canxi vào xương thì cần phải có một cái anh chàng khác, đấy là cái MK7. Thế thì cái MK7 thì nó là cái vitamin K2, và đây nó cũng là cái vitamin K duy nhất có nguồn gốc từ thiên nhiên. Và cái chúng ta biết rằng là canxi mà muốn gắn vào xương thì cần phải có một cái protein vận chuyển, đấy là osteocalci. Và cái vitamin D3 thì nó có tác dụng kích hoạt cái osteocalci, còn MK7 thì có tác dụng chuyển cái osteocalci này từ dạng không hoạt động sang dạng hoạt động và gắn cái canxi vào xương. Và ngoài ra thì nó còn có vai trò là nó ngăn cản không cho canxi lắng đọng tại thành mạch vào cái mô mềm, và nó cũng làm tăng cái lượng collagen ở trong xương, giúp cho cái xương chắc khỏe dẻo dai. Và cái MK7 này nó cũng có nhiều ở trong sữa này, trong phô mai và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Thế và cái MK7 này với cả cái vitamin D tuy nó không tham gia vào cấu tạo xương nhưng nó có vai trò rất to lớn trong cái việc xây dựng một cái bộ xương chắc khỏe. Nếu như thiếu chúng thì cơ thể cũng không thể hấp thu được canxi và nó sẽ gây hiện tượng loãng xương ở người già và còi xương ở trẻ nhỏ. Và khi mà trẻ nhỏ thì không hấp thu đủ canxi thì cái bộ xương thì em bé cũng rất dễ bị còi xương, và khi còi xương như vậy thì chạy nhảy thứ này nọ mà va đập là cũng rất dễ bị gãy. Thế nên là chúng ta rất chú ý là cái đảm bảo cho em bé có một chế độ ăn đầy đủ các dưỡng chất và bổ sung thêm cho em bé vào những cái sản phẩm mà nó giúp cho cái hệ xương của em bé được vững chắc, thì khi em bé lớn lên nó sẽ có được cái chiều cao lý tưởng và nó sẽ rất thuận lợi trong mọi công việc. Dạ vâng. Và thưa bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chúng ta cũng nói với nhau về việc là ảnh hưởng của các bé mà hay ốm vặt thì thường là nó cũng cái chiều cao nó cũng không được như mong muốn. Tại vì sao? Bởi vì có một cái vòng xoắn luẩn quẩn, một cái vòng xoắn bệnh lý, đó là khi mà các bé mà có sức đề kháng kém này thì lại hay ốm vặt, và việc ốm như vậy thì lại phải dùng kháng sinh, thậm chí là chưa đến mức dùng kháng sinh đâu, nhưng mà nhiều mẹ cũng rất là lạm dụng việc dùng kháng sinh và để tự điều trị, dẫn đến việc là hệ tiêu hóa của các con bị tổn thương, rồi lại
lại kéo theo là khó hấp thụ các cái vi chất dinh dưỡng, rồi thì thể lực kém phát triển, chiều cao như vì thế cho nên cũng bị thấp còi. Và khi mà đã thấp còi rồi, thể lực kém thì lại sức đề kháng lại càng kém hơn. Vâng, lại tiếp tục là ốm vặt nhiều hơn, uống thuốc nhiều hơn. Đấy là cái vòng xoắn bệnh lý mà chúng ta vẫn nói với nhau. Vậy thì trong những cái mắt xích như thế này thì thưa bác sĩ ạ, chúng ta nên lựa chọn là một cái điểm nào để chúng ta có thể là phá vỡ được cái vòng xoắn luẩn quẩn đó và giải quyết được cái vấn đề là phát triển thể chất và đặc biệt là chiều cao cho các bạn dưới 5 tuổi ạ? À, đúng như Thùy Nguyên nói, cái giai đoạn dưới 5 tuổi là cái giai đoạn có khoảng trống miễn dịch. Và khi như vậy thì em bé rất dễ bị ốm vặt. Và khi ốm vặt như vậy thì lại không tránh được cái việc mà phải sử dụng kháng sinh. Đấy, thế và khi sử dụng kháng sinh thì đúng là cái hệ tiêu hóa nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và hệ tiêu hóa ảnh hưởng nó sẽ đương nhiên nó trực tiếp ảnh hưởng với hấp thu thức ăn của em bé. Thế và ảnh hưởng với hấp thu thức ăn thì em bé sẽ đương nhiên là sẽ lại bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Và thiếu vi chất dinh dưỡng thì rồi thể lực nó cũng sẽ kém phát triển, rồi còi cọc vân vân, và nó sẽ lại rơi vào cái vòng xoắn bệnh lý là sức đề kháng nó lại suy giảm. Thế và lại em bé lại ốm vặt nhiều hơn. Có rất em bé là nhiều em bé ốm đợt này như là mùa đông này, có rất nhiều em bé đến bệnh viện ốm cả tháng liền. Vâng. Bác cái cháu ốm cả tháng này, ho cả tháng này, cháu cứ dùng thuốc vài hôm em bé đỡ đỡ lại bị lại hôm mấy hôm sau lại sốt lại, cháu chẳng biết làm thế nào. Thế xong rồi em bé cháu chẳng ăn được. Thế thì đấy, rất nhiều em bé đến bệnh viện khám ốm cả tháng liền. Tức là ho suốt, rồi nó cứ lúc sốt, lúc không, rồi đêm thì lại không ngủ được, rồi quấy khóc, rồi mũi chảy ngạt mũi không ngủ được, rồi ăn uống lại kém vân vân. Và đến lúc mà cơ thể khi, tức là xong đợt ốm, cơ thể chưa kịp phục hồi, thì lại bị nhiễm một đợt vi khuẩn virus tiếp và lại phải điều trị tiếp. Và những việc như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc hấp thu thức ăn cũng như là phát triển thể lực của em bé. Thế để làm sao để giải quyết được cái vòng xoắn bệnh lý như vậy thì chúng ta phải biết rằng là cái dinh dưỡng vẫn là quan trọng nhất, Thùy Nguyên ạ. Dạ, vâng. Thế thì để cho em bé phát triển được tốt thì chúng ta vẫn phải quan tâm nhất là đến những vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là những lúc em bé ốm đau. Khi mà ốm thì em bé đương nhiên là em bé kém ăn rồi. Có những bà mẹ đến viện mà bác cho bỏ ăn, chẳng ăn một tí gì hết. Ôi thế chết rồi, thế bây giờ mẹ bỏ ăn như thế thì cháu làm sao, mà nếu cả ngày mà không ăn cái gì thì rất là nguy hiểm. Thế thì bây giờ những em bé mà nó không chịu ăn như vậy thì chúng ta đành bằng cách là chia nhỏ bữa ăn ra. Chúng ta cho em bé ăn ít một thôi, không cần phải ăn nhiều. Chúng ta cũng tránh việc ép em bé ăn, rồi tránh việc mà có rất nhiều bà mẹ không giữ được bình tĩnh, mắng con. Thế xong rồi đôi khi là chúng ta lại mang rất nhiều thứ ra để dỗ cho em bé ăn. Thế và cái việc mà chúng ta dỗ em bé như vậy thì đã khiến cho em bé là lại quan tâm đến cái, những cái đồ chơi mà chúng ta mang ra để chúng ta dỗ em bé, rồi iPad, rồi TV, rồi đồ chơi v.v. Em bé tập trung vào cái vấn đề đó, em bé lại không ăn. Thế rồi là cái việc mà chúng ta quát mắng em bé khiến cho bé sợ mẹ cũng không ăn. Nên chúng ta phải rất chú ý là ở trong cái giai đoạn mà dưới 5 tuổi thì trẻ nó phải trải nghiệm rất là nhiều chế độ ăn như vậy. Và cái việc mà chúng ta thiết lập một cái chế độ ăn chuẩn mực nó thực sự là không đơn giản một tí nào. Nên chúng ta phải cố gắng hết sức. Và cái bữa ăn vẫn phải, dù em bé ốm thì bữa ăn vẫn phải đảm bảo đủ các cái thành phần dinh dưỡng để làm sao cho khiến em bé nó được hấp thu đầy đủ. Khi em bé biếng ăn như vậy, chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra, nấu loãng hơn, nhiều hơn để giúp cho cơ thể hấp thu cái thức ăn được tốt hơn. Và cái chúng ta phải kết hợp giữa ăn, ngủ, vận động một cách hợp lý. Và cái nên cho em bé vui chơi ngoài trời ít nhất 3 phút mỗi ngày. Mùa đông thì nó lạnh, thì cái việc vui chơi ngoài trời rất dễ khiến cho em bé ốm, nhất là vào buổi sáng. Cho nên là các em bé hầu hết là ở trong nhà. Thế nhưng mà nếu mà hôm nào mà không có gió lạnh mà trời nắng ấm, chúng ta cũng nên cho em bé vận động vui chơi ngoài trời, để cái việc mà tiếp xúc với ánh nắng như vậy nó sẽ giúp cho hấp thu cái vitamin D được tốt. Thế ngoài ra thì chúng ta chú ý là cái có thể chúng ta hỗ trợ cái hệ tiêu hóa còn non nớt của em bé như vậy bằng cái men vi sinh. Cái men vi sinh chúng ta biết rằng là bản thân cái men vi sinh đấy nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà tiêu hóa thức ăn được tốt. Ở những bé ốm đau rồi bé hay phải dùng kháng sinh, đặc biệt hay phải dùng kháng sinh, chúng ta có thể cho em bé uống kèm thêm cái men vi sinh để giúp cho cái việc tiêu hóa của em bé được tốt và hấp thu thức ăn. Khi ốm mà vẫn bình thường, như khi không ốm thì cơ thể bé cũng sẽ phát triển được như bình thường. Và ngoài ra chúng ta để giúp tăng cường sức đề kháng bằng cách là chúng ta vệ sinh thân thể tốt. Cái việc mà chúng ta vệ sinh mũi họng cho em bé một cách thường xuyên thì nó sẽ giúp cho việc tránh nhiễm vi khuẩn virus, và em bé cũng sẽ tránh được những việc mà bị ốm đau. Chúng ta biết rằng là cái nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là cái ho rồi cái sốt, cái chảy nước mũi có cái tỷ lệ mắc cao nhất ở trẻ dưới 5 tuổi trong tổng số các loại bệnh. Thì cái bệnh về đường hô hấp trên là cái bệnh mà thường gặp nhất. Rồi cái việc chúng ta cho em bé tiêm chủng nữa, chúng ta cố gắng tiêm chủng cho đầy đủ. Vì tiêm chủng đủ nó cũng sẽ dẫn đến là cái việc chúng ta giúp cho cái phòng tránh được cái bệnh lý ở em trẻ nhỏ. Thế có rất nhiều em bé đến cái phàn nàn bác cháu chẳng đi tiêm được và cháu cứ ốm suốt. Thế chúng ta cũng tranh thủ cái lúc mà em bé không ốm, chúng ta cho em bé tiêm chủng cho đầy đủ.
Thế và chúng ta bổ sung thêm các dưỡng chất mà giúp tăng cường sức đề kháng cho em bé như là cái immun alpha và cholesterol, thì tôi tin rằng với một chế độ dinh dưỡng tốt và một cái chăm sóc một cách khéo léo khoa học thì các em bé của chúng ta cũng sẽ phát triển được tốt, kể cả khi mà em bé ốm cũng như mà em bé không ốm, mà các dinh dưỡng trong cơ thể được hấp thu một cách đầy đủ thì em bé lớn lên cũng sẽ phát triển tốt. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn hai mắt xích quan trọng trong cái chuỗi vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn như vừa rồi Thủy Nguyên và bác sĩ Đinh Ngọc Hoa vừa mới chia sẻ, đó là sẽ tác động vào cái mắt xích đó là tăng sức đề kháng của trẻ và bên cạnh đó là tăng cường cái sức khỏe của đường tiêu hóa nữa, giúp các bạn là ăn ngon miệng hơn và hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng. Và để làm được điều này thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất để tăng chiều cao, ví dụ như là Casinano rồi D3, MK7 chẳng hạn. Còn để tăng sức đề kháng giảm ốm vặt thì những cái tên mà quý vị không nên quên ạ, đó chính là Immune Alpha hay là FOS hay là Colostrum. Thưa bác sĩ ạ, với những cái gợi ý về những cái chất dinh dưỡng và những cái vi chất nói trên thì chúng ta có thể bổ sung cho các bé như thế nào và lựa chọn những cái sản phẩm ra sao ạ? Chúng ta biết rằng là chúng ta bổ sung cho em bé thì nhất là vào mùa đông như thế này, khi mà nắng mặt trời mà nó ít như thế thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó có chứa các cái dưỡng chất như là cái vitamin D3, canxi, MK7 và cái dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng là Immune Alpha rồi Cholesterol, như là trong cái sản phẩm Bodyvitin. Chúng ta biết rằng cái Bodyvitin thì nó có chứa cái bộ ba canxi nano, vitamin D và vitamin D3 và MK7, nó giúp hấp thu và gắn kết canxi một cách tốt nhất. Và giống như là khi chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta cần phải có những cái người thợ mang những viên gạch trở đến cái chỗ mà chúng ta định xây nhà. Thế và rồi là khi trở đến rồi thì lại phải có những người thợ xây để trồng những viên gạch đó lên để thành ngôi nhà chúng ta ở. Thì cái vitamin D3 thì nó được ví như là một cái cỗ xe mà chở cái những viên gạch đến, và cái MK7 nó được ví như là một cái người thợ và xếp những cái phần tử canxi lên cái bộ xương của chúng ta để cho bộ xương của chắc khỏe. Ngoài ra thì Bodyvitin nó còn chứa Immune Alpha. Immune Alpha có cái tác dụng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thông qua rất nhiều cơ chế, ví dụ như là nó giúp kích thích, tạo và nuôi dưỡng các cái tế bào miễn dịch tại màng ruột, và nhờ đó nó làm cho tăng cường sức đề kháng. Và nó ngoài ra thì nó còn nuôi dưỡng các tế bào biểu mô của nhung mao ruột để giúp tăng cường cái hấp thu dinh dưỡng. Và cái Immune Alpha có thể làm giảm cái triệu chứng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, do làm tăng cái lượng kháng thể IgA ở trong tuyến nước bọt và tăng cái bạch cầu đa nhân và những cái hoạt động của các thành phần cytokin, và có tác dụng để làm cho tăng miễn dịch. Ngoài ra trong cái Bodyvitin còn chứa cái sữa non. Sữa non là cái sữa mà được tiết ra từ 72 giờ đầu tiên sau khi mà sinh ra, thì cái sữa đó nó rất là tốt, bởi vì thường là cái sữa đấy nó có chứa đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, trong đó có 26 loại axit amin và các globulin miễn dịch như các kháng thể như IgA, IgG và IgM. Và các kháng thể này nó sẽ trực tiếp giúp cho cơ thể chống lại bệnh. Thế và nếu như mà em bé mà ăn uống không tốt, rồi biếng ăn, chậm tăng cân, rồi những em bé hay ốm vặt, thì chúng ta bổ sung theo sản phẩm Bodyvitin sẽ giúp cho em bé không những có cái đủ cái dưỡng chất mà nó còn giúp cho em bé tăng cường được miễn dịch. Và khi em bé không bị ốm đau, em bé ăn uống tốt thì em bé sẽ lên cân tốt. Dạ vâng ạ. Thế không biết là cái sản phẩm Bodyvitin đúng không ạ, thì có dùng được lâu dài cho trẻ hay không? Nếu như mà những bạn nào mà tầm vóc thể lực nó chưa đạt chuẩn này, rồi thì lại hay ốm vặt và phải dùng kháng sinh nữa, hoặc là cái hệ tiêu hóa nó rất là kém, hấp thu rất là kém, ăn được nhưng mà cũng không cải thiện được về cái cân nặng cho lắm ạ, thì nên xử lý như thế nào thưa bác sĩ? Vì chúng ta biết rằng là cái sản phẩm này hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài được, bởi vì chỉ là trong cái canxi trong sản phẩm, nó là cái canxi nano, nó có trọng lượng phân tử rất nhỏ, cho nên là chúng ta khi chúng ta dùng nó hấp thu rất là tốt. Bởi vậy khi chúng ta dùng lâu dài nó cũng không bị lắng đọng ở thận cũng như là ruột, và các mô mềm nó không có tác dụng phụ gì cả. Hơn nữa cái MK7 trong sản phẩm thì nó cũng là có nguồn gốc từ thiên nhiên, tức là nó được chiết xuất từ đậu nành lên men theo phương pháp natto của Nhật Bản, cho nên là nó rất an toàn khi chúng ta sử dụng. Và Immune Alpha thì được chiết xuất từ cái vách tế bào nấm men Saccharomyces và là sản xuất theo công nghệ Mỹ. Còn sữa non thì được lấy từ sữa của những con bò mới sinh và đã được kiểm chứng của Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ. Và cái sản phẩm này nó vừa có nguồn gốc thiên nhiên, lại được sản xuất, được kiểm chứng theo một cái công nghệ hiện đại và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng. Và chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta sử dụng lâu dài và không gây tác dụng phụ gì cả. Còn đối với những em bé mà hay bị ốm vặt,
thì và hay phải sử dụng kháng sinh hay bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta cũng có thể kết hợp thêm cái men vi sinh, và chúng ta nên lựa chọn cái men vi sinh mà nó có chứa hai thành phần là lợi khuẩn và cái chất sơ hòa tan như men vi sinh Golden Lab, vì cái chất sơ hòa tan này nó chính là cái nguồn thức ăn để nó giúp cho cái vi khuẩn khi vào đại tràng phát triển được cách nhanh chóng. Khi vi khuẩn nó phát triển được tốt thì nó cũng sẽ phát huy được cái tác dụng một cách tối ưu, và chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà nó có chứa cái sản phẩm men vi sinh mà nó có chứa cả cái lợi khuẩn và cái chất sơ như vậy thì nó sẽ có tác dụng rất tốt cho những em bé, đặc biệt là những trẻ nhỏ. Thì hệ thống miễn dịch đang trong giai đoạn hoàn thiện và cái hệ vi khuẩn trí ở trong ruột nó cũng chưa đủ ổn định. Cho nên cái việc mà chúng ta bổ sung cái vi khuẩn mà đã có thêm thức ăn cho nó thì nó sẽ giúp cho cái hệ vi khuẩn này nó phát triển một cách tốt và nó phát huy tác dụng tối ưu và nó sẽ đạt được hiệu quả như chúng ta mong muốn. Dạ vâng ạ, nói chung là cũng có nhiều những cái lựa chọn mà các bậc phụ huynh cũng có thể tham khảo, miễn là đáp ứng được các cái tiêu chí như là bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cũng đã chia sẻ. Trong đó thì Previptin này hay là Golden Lab thì là một trong số các cái lựa chọn đó thôi. Thế nhưng mà cũng còn một vấn đề khác nữa mà các phụ huynh cũng hết sức là lo ngại, đó là thực phẩm chức năng rồi các cái loại thực phẩm chế phẩm thì nó đã tốt rồi, cũng đã đành rồi, thế nhưng mà cho các con uống thì lại cũng vô cùng khó. Có những cái dạng uống mà các bé thường xuyên là nôn chớ, cái mùi nó khó chịu, nó không hợp khẩu vị chẳng hạn, thì không biết là Previptin nó có dễ uống cho các con hay không, và nên sử dụng như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Cái Previptin nó là dạng gói cốm rất dễ sử dụng và nó rất là thơm ngon. Tôi cũng đã từng ăn thử rồi. Vâng. Để xem là các cháu mình ăn thử xem là nó có ngon không. Vâng. Thì nó có ngon thì con cháu mình nó ăn nó mới ngon được. Chứ mình ăn mà thấy mình khó ăn thì bọn trẻ nó cũng rất là khó. Thế thì thực ra thì nền dạng cốm cũng rất là dễ ăn. Mình có thể hòa với nước hoặc là trộn với sữa chua hoặc là váng sữa cho em bé ăn. Thế và em bé thì đối với em bé từ 6 tháng đến 1 tuổi chúng ta có thể cho em bé uống ngày từ 1 đến 2 lần, mỗi lần một gói. Và chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này thành từng đợt, mỗi đợt là khoảng 3 tháng thì nó mới đạt được hiệu quả. Chứ nếu chúng ta dùng 1-2 tuần thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không đạt hiệu quả. Bởi vì rằng là các cái vi chất dinh dưỡng thì hầu hết là phải được cung cấp từ bên ngoài vào. Chứ bản thân cơ thể chúng ta không tự sản sinh ra các vi chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Và nó phải thông qua con đường thức ăn, cho nên cái việc mà bổ sung nó cũng phải là bổ sung hàng ngày, chứ không phải bổ sung 1-2 ngày. Thì nó mới bổ sung hàng ngày như vậy thì nó mới giúp cho cái cơ thể chúng ta có cái đủ dưỡng chất để phát triển cơ thể. Dạ vâng, và từ đầu đến giờ chúng ta đang nói về cái việc là cách tăng chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi, và cũng nhấn mạnh là đây là cái giai đoạn vàng thứ hai để tăng chiều cao. Thế còn những cái giai đoạn sau nữa thì sao ạ? Còn cái giai đoạn nào nữa để có thể là cải thiện được chiều cao của mỗi một người, và khi đó thì nên có những cái phương pháp, cách thức nào, cung cấp những cái sản phẩm nào để mỗi người có thể đạt được cái chiều cao tối đa khi trưởng thành, thưa bác sĩ? Chúng ta còn một giai đoạn phát triển chiều cao nữa, đó là giai đoạn tiền dậy thì. Ở giai đoạn này thì đây cũng chính là cái cơ hội cuối cùng giúp cho bé phát triển chiều cao. Ở những giai đoạn mà từ 0-5 tuổi nếu đã bị bỏ lỡ đi rồi thì nó cũng còn giai đoạn là giai đoạn tiền dậy thì. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ nốt thì nó là đến tuổi trưởng thành thì đương nhiên là sẽ bị thấp còi rồi. Thế thì ở cái giai đoạn này thì chúng ta cũng ở cái lứa tuổi mà tiền dậy thì hầu hết là lứa tuổi ở học đường rồi. Thì lứa tuổi này các em bé cũng đã bắt đầu có thể tham gia các cái môn thể thao. Nếu mà em bé, ví dụ như mùa hè em bé được nghỉ rất là nhiều, 3 tháng hè, thì em bé có thể tham gia những cái môn thể thao mình yêu thích để giúp cho phát triển chiều cao, như là bơi lội này, rồi xà đơn này, rồi chạy bộ này, rồi đạp xe vân vân, là những môn thể thao đó. Thì các em bé 10 tuổi trở lên thì em bé có thể chơi những món thể thao giống như người lớn được rồi. Bóng rổ nữa là những môn thể thao mà giúp cho cái kéo giãn xương và giúp phát triển chiều cao. Thế ở những cái lứa tuổi lớn như này, ở đặc điểm là nó dễ chơi thể thao như vậy, ăn uống thì nó cũng dễ hơn, vì lúc này chỉ có một chế độ ăn thôi, chỉ có cơm thôi. Không thích ăn cơm thì ăn bánh mì, rồi ăn mì tôm, rất nhiều bạn thích mì tôm vân vân. Dạ. Tức là cái chế độ ăn ở cái lứa tuổi này thì nó cũng không còn phải lo lắng nhiều như là ở những em bé nữa. Nhưng có cái nhược điểm là ở cái lứa tuổi này lại thường xuyên phải đi học này, học hành rất là nhiều, và cái thời gian học thì nó lại chiếm nhiều hơn thời gian khác. Bởi vậy là vì cái việc đó mà ăn uống đôi khi nó cũng thất thường, và nhiều khi ăn nó lại không đúng bữa, hoặc là bài tập nhiều quá, ngủ nó cũng không đủ giờ, không đúng giờ, em bé phải thức khuya học bài. Thế thì nhất là vào những cái kỳ thi cử chẳng hạn thì càng phải học nhiều hơn, càng thức nhiều hơn.
chính vì vậy mà nó cũng sẽ cơ thể cũng sẽ bị thiếu hụt các vi chất, và chúng ta cũng có những cái sản phẩm như sản phẩm Viptin dạng viên dành cho em bé ở cái tuổi tiền dậy thì, và khi mà chế độ ăn mà nó chưa được đảm bảo thì cũng không gì hoàn hảo bằng chúng ta bổ sung thêm cho em bé những cái sản phẩm mà có chứa sẵn những vi chất. Và đặc biệt là Viptin thì nó cũng có nhiều cái dạng chế phẩm dành cho từng lứa tuổi khác nhau để cho các bậc phụ huynh có thể lựa chọn cho em bé của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa. Rất là nhiều những cái thông tin chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng với các thính giả rồi, với chủ đề là cách lựa chọn sản phẩm tăng chiều cao cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Chúng tôi cũng đang chờ đợi những cuộc kết nối của quý vị thính giả gọi về tổng đài của chương trình là 19006255. Bên cạnh đó, tất cả những băn khoăn về việc nuôi dạy các bé trong gia đình, cách cải thiện chiều cao cân nặng và chế độ dinh dưỡng phù hợp cũng như là các bệnh nhi khoa phổ biến trong cái điều kiện thời tiết như thế này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng phát sóng trực tiếp từ 9h30 phút đến 10h30 phút trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM. Và cùng với sự có mặt tại phòng thu thì bác sĩ Đinh Ngọc Hoa ngay sau đây cũng sẽ lắng nghe và giải đáp cho quý vị những câu hỏi liên quan tới các bé trong gia đình. Và xin được mời vị thính giả đầu tiên đã gọi điện đến tổng đài 19006255. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Em chào, vâng. Em chào chương trình ạ. Em chào bác sĩ ạ. Chào bạn. Nên đặt câu hỏi. Bác sĩ ơi, cho em hỏi đi ạ. Em bé nhà em năm nay 6 tuổi ạ. Bé nhà em năm nay 6 tuổi mà cân được 21 cân ạ. Là cao 1m20 ạ. Thế là bác sĩ cho em hỏi mà là bé nhà em là có chiều cao như vậy là đã đủ chưa hay là thấp ạ bác sĩ? Em bé nhà em này, bé trai bé gái em? Bé gái bác sĩ ạ. Em bé gái à. Em bé gái mà cái chiều cao và cái cân nặng của em bé như vậy thì là quá tốt rồi. Đối với cái chiều cao chuẩn quốc tế của em bé thì là 115cm đối với em bé mà được 6 tuổi em bé gái. Và cái cân nặng của em bé là nếu mà theo chuẩn là 20,5 cân. Thì em bé như mình 21 cân và 120cm thì cái chiều cao cân nặng em bé đều đạt chuẩn rồi. Em cứ yên tâm. Em hỏi thế mà bây giờ cho bé nhà em là dùng cái sản phẩm Viptin 3, hiện tại là dùng được 3 tháng rồi, bây giờ em muốn dùng bao nhiêu tháng thì lại nghỉ hả bác sĩ? Thực ra thì đối với cái Viptin đấy em có thể dùng từ 3 cho đến 6 tháng. Và một năm thì em có thể dùng một đợt như vậy. Nếu em dùng mà 6 tháng thì em dùng một đợt. Nếu em dùng mà 3 tháng thì em có thể dùng 2 đợt. Thế vào cái mùa đông như thế này thì nó cũng ít ánh nắng mặt trời hơn, thì em có thể sử dụng cho em bé rất là tốt. À vâng. Nghĩa là dùng 6 tháng thì nghỉ bao nhiêu tháng thì lại dùng tiếp hả bác sĩ? Xong sang năm lại dùng tiếp. Sau một năm lại dùng ạ? Đúng rồi, năm nay dùng, sang năm lại dùng. Vâng ạ. Dạ vâng. Cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đến với những câu hỏi khác thông qua tổng đài 19006255 ạ. Xin mời vị thính giả. Alo. Alo. Dạ vâng. Mời thính giả giới thiệu và đặt câu hỏi cùng chương trình. Vâng, trước hết thì tôi xin cảm ơn bác sĩ. Và tôi có một cái chuyện băn khoăn quá. Dạ vâng ạ, chào anh. Tôi thì ở về Trương Mỹ, Hà Nội. Thế nhưng mà cũng ngoài 70 tuổi rồi. Thế nhưng mà về phía tôi thì không có vấn đề gì. Thế nhưng về tôi có cái thằng cháu Lít Lôm. Thì bây giờ cái tình trạng của nó thế này thì xin ý kiến của bác sĩ tí. Cháu năm nay 12 tuổi rồi, học lớp 7 ấy. Thế nhưng mà nó có hai cái triệu chứng thì không biết là bệnh hay là gì. Nhưng mà bố mẹ cháu thì nói thực với cô bác sĩ là mải mê làm ăn thì là suốt ngày vận bịu chả quan tâm gì đến. Nó có một cái là đã có ông rồi ạ. Vâng. Cái thứ nhất là cháu nó ăn, nó không ăn cái gì cô ạ. Vâng, không chịu ăn. Tức là ngày chỉ có ăn, bữa chỉ có ăn hai lưng cơm, gọi là hai lưng, thực chất chỉ là một bát thôi. Vâng. Mà nó ăn toàn với thịt rang khô, thịt lạc rang khô ấy. Chứ còn thịt lợn lạc rang khô ấy. Chứ còn ăn các cái thứ này khác, rau cỏ hoặc này khác nó không ăn. Thế đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là nó phải, tôi theo dõi nhiều rồi, nó phải 3 ngày nó đi ngoài một lần. Thì muốn hỏi bác sĩ tư vấn giúp tôi xem là đấy nó có phải là bệnh lý hay không, và cách điều trị hoặc cách xử lý nó như thế nào được ạ? Dạ vâng, chào anh. Thế thì em bé cháu của anh 12 tuổi thì bạn ấy bây giờ bạn cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu cân ạ? Cháu cũng cao 1,5m rồi. Vâng. Chiều cao thì không nói nhưng mà vâng, gầy thì gầy lắm. Nó chỉ độ chưa được 40 cân.
Vâng, đấy. Thế thì cái chiều cao của bạn ấy, bạn 12 tuổi mà chiều cao 150cm thì 1m rưỡi là chiều cao đạt rồi anh ạ. Vâng, thế còn thì cái nếu mà cân nặng của bạn thì phải đạt 40 cân thì mới là đạt chuẩn so với cái bạn mà 12 tuổi. Nó chỉ 35 cân thôi, 32, 33 cân thôi. Vâng, thế là dưới 40 cân thì cân nặng cũng chưa đạt. Thế nhưng mà cái vấn đề là thực ra thì các bạn nhỏ, thì các bạn ấy rất nhiều bạn là không chịu ăn rau. Đấy, vì các bạn bảo rằng là rau thì nó chả có cái vị gì. Đấy, thế là các bạn bảo bạn lười ăn rau, thế thì cũng có rất là nhiều cách để có thể giúp cho bạn ăn rau. Ví dụ như là những cái bạn mà tuổi 11, 12 tuổi này này, là các bạn hay thích ăn những cái món như là thịt xiên chẳng hạn đấy. Thế thì mình có thể nếu ông bà mà có thời gian rảnh, bố mẹ thì cũng phải đúng là cũng phải bận đi làm, vì là em bé 12 tuổi bố mẹ vẫn còn đang trong cái tuổi mà lao động. Thế thì bây giờ nếu không đi làm thì chẳng có gì để nuôi con cả, thì bắt buộc phải đi làm thôi. Thế thì ông bà ở nhà thì ông bà có thời gian thì ông bà giúp đỡ bố mẹ cháu. Thì ông bà có thể, mình có thể chế rau bằng, có rất nhiều cách để mình có thể chế giúp cho bạn rau. Tức là đa số các em bé thì rất là thích ăn thịt xiên, thì mình có thể xiên rau vào trong cái thịt chẳng hạn, cùng mấy cái thịt xiên nướng. Thế thì mình làm như vậy thì những cái rau, những cái màu xanh đỏ tím vàng, trẻ con nó nhìn nó rất là thích ăn, thế và rất là vui vẻ. Hoặc là mình có thể chế rau như là chẳng hạn như cái món nem chẳng hạn, thì mình có thể cho rau vào trong cái món nem để mình làm. Các em bé thì nó cũng rất là thích ăn những cái món nem. Mình có thể chế biến bằng nhiều cách để có thể cho vào rau, hoặc là mình có thể rán trứng, mình cũng có thể cho sẵn, cho thêm cả rau vào. Ví dụ như trứng thì nhiều các bà mẹ cũng làm trứng cho thêm cả ớt xanh, ớt đỏ này. Tất nhiên mình làm chín lên sau đó thì mình cho vào, mình rán cùng với trứng này. Hoặc là làm cái bánh pizza chẳng hạn, trẻ con rất thích ăn bánh pizza, trong đó cũng có thể cho rất là nhiều, mình có thể cho nhiều thêm rau, củ quả vào những cái món như thế để mình chế biến những cái món nó có thể chứa rau. Mà em bé nó không nhìn thấy rau thì nó lại ăn, nhưng mà nó nhìn thấy rau luộc, rau xào, thậm chí có khi nó từ chối ăn. Thế là một, thứ hai là những em bé này thì em bé chỉ có thích ăn thịt rang khô thôi, thì đây có thể là do cái thói quen, thì mình phải tập lại cái thói quen anh ăn thôi anh ạ. Tức là mình có thể tập dần dần cho bạn ấy làm quen với những cái thức ăn khác, thực phẩm khác. Đặc biệt là tôm, cua, cá thì nó có rất là nhiều những cái canxi, nó giúp cho cái phát triển chiều cao được tốt. Kể cả khi cái chiều cao của mình nó đã tốt rồi, nhưng mà cái xương nó phát triển tốt như vậy, nhưng nếu cung cấp canxi mà nó không đủ thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là loãng xương. Bởi vậy mà mình ở cái tuổi 12 tuổi là cái tuổi tiền dậy thì, ở cái tuổi này nó bắt đầu phát triển chiều cao rất là nhanh. Thế thì mình có thể chế động viên cho em bé ăn cái tôm mô cá, hoặc là mình giải thích cho em bé hiểu là cái tôm mô cá đấy tác dụng của nó. Ví dụ như ngày xưa thì con nhà bác sĩ còn nhỏ thì bạn cũng không chịu ăn, thì bác bảo rằng là con ăn cái món này thì học sẽ rất giỏi này. Đấy, con ăn món này sẽ rất thông minh này. Thế là tự nhiên là bạn lại thích ăn. Thế trước đấy là bạn cứ từ chối ăn. Thế thì mình có thể mình giải thích các cái món ăn của bạn đấy, hoặc là cho bạn lựa chọn cái món ăn là hôm nay là có những món ăn như này con thích, thế nào thích kia, thì mình có thể chế biến ra những món ăn mà trẻ con nó yêu thích. Thì trong cái nem mình cũng có thể cho thêm tôm vào, hoặc là trong những món bánh mình cũng vẫn có thể cho thêm tôm vào để cho em bé ăn. Rồi khi nó ăn quen, nó tập dần dần, mỗi lần mình tập mà cho bé ăn dần dần nó quen đi thì nó cũng sẽ ăn uống dần dần, nó quen, nó sẽ ăn được anh ạ. Thế còn trừ trường hợp mà bạn ăn mà bạn bị dị ứng thì mình đặc biệt là phải không ăn lại món ăn nữa. Mình có rất nhiều bạn ăn tôm xong rồi lên cơn hen, ăn tôm rồi nổi mề đay. Những trường hợp như thế thì nếu mình cho bạn ăn một thức ăn mới mà mình thấy bạn có biểu hiện của dị ứng thì mình không cho ăn nữa, thế thôi. Chứ còn nếu không mình tập dần dần thì các bạn đều ăn hết mà. Thế là một, thứ hai là còn cái vấn đề đi ngoài của em bé. Thế thì nếu bình thường ở cái tuổi này thì phải một ngày đi ngoài một lần, em bé thì 3 ngày đi ngoài một lần, tức là hiện tượng đi ngoài không tốt rồi. Thế đi ngoài không tốt như vậy thì bác có thể đấy bổ sung thêm rau cho em bé ăn. Nếu mà lười ăn rau quá thì lại có thể mình cho em bé ăn trái cây. Nhưng thông thường bọn trẻ nó cũng lười, nó không cho ăn trái cây đâu. Mình lại phải ép thành nước. Đấy, ông bà nhà ông bà có thời gian thì cái việc làm đấy nó vui, nó vừa giải trí này, nó vừa chăm sóc được cháu này, rồi nó lại vừa có được niềm vui của cái tuổi già. Cho nên là mình có thể thay bố mẹ đi vắng thì mình quan tâm đến cháu, thay bố mẹ cháu. Thế và mình có thể ép trái cây ra thành nước để cho em bé uống. Thế thì mình làm cách như vậy. Thì trong trái cây như trong rau nó có nhiều chất xơ. Chất xơ thì nó sẽ giúp cho cái việc đi ngoài được tốt hơn. Em bé như mình lại chả chịu ăn rau gì cả, và chỉ có mỗi ăn thịt rang khô thôi, thì đương nhiên cái tiêu hóa nó cũng sẽ kém. Thế ngoài ra thì bác có thể bổ sung thêm cái men vi sinh vào trong cái chế độ ăn của em bé. Tức là bác có thể chọn cái men vi sinh Golden Lab, là nó có chứa cả chất xơ. Thế khi mình dùng cái men vi sinh nó có chất xơ như vậy thì bản chất của chất xơ là nó cũng sẽ giữ nước, và nó sẽ làm cho phân mềm và xốp, và nó khiến cho em bé dễ đi ngoài hơn. Thì vâng, tôi nghĩ rằng là nếu như mà bác cố gắng thay đổi lại cái chế độ ăn cho em bé thì em bé nhà mình cũng sẽ đạt được những cái vấn đề mà như bác mong muốn.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, ông rất là quan tâm tới sức khỏe của các cháu và chắc chắn là cũng đã có thêm nhiều những cái kinh nghiệm hữu ích khi mà trò chuyện ít phút cùng bác sĩ Đinh Ngọc Hoa rồi. Với còn một vị thính giả cuối cùng đang chờ đợi được nối máy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời rất nhanh chóng thôi. Alo ạ. Vâng ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, mời thính giả có thể nhanh chóng đặt câu hỏi được không ạ? Vâng ạ. Chào bác sĩ ạ. Còn nhà tôi có một đứa cháu mới sinh được này là 13 ngày mà cháu nó cứ hay nấc thì bác sĩ phỏng vấn cho cháu nó bị sao hay nấc vậy ạ? À, thực ra thì cái vấn đề hay nấc ấy thì là nó do cái thần kinh thực vật. Thế thì có rất nhiều em bé là khi sinh ra hay có hiện tượng như vậy. Rồi những khi mà em bé là có hiện tượng nôn chớ nữa. Thế thì trong những trường hợp như vậy thì mình cố gắng là trong lúc em bé nấc thì không nên cho em bé bú. Và khi bú xong thì để em bé giữ đầu cao. Và thì dần dần thì nó cũng sẽ ổn định. Nếu mà nó nấc nhiều quá, nấc liên tục thì mình cũng phải đưa em bé đi khám để xem bé có vấn đề gì không. Còn nếu mà nó thỉnh thoảng nó nấc một chút thì tự nó rồi đến lúc qua cái 30 ngày tự nó cũng thể hết ạ. Dạ vâng ạ. Bác còn băn khoăn gì nữa không ạ? À, coi như bé nha, tôi đang coi như đêm hôm qua là bé là tới là 2 lần. Mà đêm hôm qua là cháu nó cứ quấy. Vâng, nếu mà em bé mà nôn chớ 2 lần mà em bé lại quấy khóc thì bác nên đưa em bé đến để bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem có vấn đề gì không. Vì nhiều khi có trường hợp mà nó viêm phổi nó không thể hiện bằng ho đâu ạ. Có những em bé, nhất là em bé sơ sinh, tức là em bé chỉ có nôn chớ nữa rồi em bé miệng em bé có những cái bọt bọt mà nó cứ sùi ra, người ta gọi là sùi bọt cua đấy, thì đấy cũng là dấu hiệu của cái vấn đề về phổi. Thì nếu mà có em bé quấy khóc này, em bé ăn uống kém hơn này, em bé nôn chớ thì bác nên đưa em bé đi bệnh viện khám sớm để bác sĩ xem có vấn đề gì không. Chứ nên mình cũng không nghĩ rằng là em bé là nôn chớ là sinh lý là bình thường thì mình để em bé ở nhà đôi khi nó lại nguy hiểm, mà nhất là em bé mới sinh ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn bác cũng đã đặt câu hỏi. Hy vọng chỉ là vấn đề nấc sinh lý trong những cái tuần tuổi đầu đời thôi, và cũng có thể là nôn chớ sinh lý thôi. Tuy nhiên để yên tâm thì gia đình cũng nên đưa bé đi kiểm tra. Cảm ơn bác thính giả và cảm ơn quý vị ngày hôm nay cũng đã đồng hành với tổng đài 1900 6255. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn Previptin Vinh Gia tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa và hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ bảy tuần sau với những chuyên đề hấp dẫn khác dành cho các em nhỏ trong các gia đình. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Previptin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.